xuống đi em ơi. Bình tĩnh ra. Lại. Lại. Anh em ơi. Lại, lại. Cái. Vừa rồi, vừa rồi. Anh đây, anh đây. Ui mày. Ôi. Lại, lại, lại. Ô, chú ấy à? Bạn à? Người quen à? Vương là từ Vương trước đi, xem là Vương nói xem như nào mà để mấy bạn này bạn đuổi bạn ấy lại như thế. Em chả làm gì. Chú tự nhiên nó đánh em thôi. Có thật không? Thật chứ chả làm gì. Ừ, em đây, làm gì đâu. Đây thì đấy là bây giờ đây là ông anh của anh thì ông họ anh, ông anh họ anh thì làm gì bọn em mà bọn em đánh không hết. Ông họ nó đi người yêu em. Này, tao đi người yêu mày bao giờ? Thôi bình tĩnh thôi, thôi em ơi. Thằng Vương này mày ngồi im thôi. Nói chuyện bình thường cho nó biết làm sao ấy. Mẹ nên đánh ở chưa kinh à? Ngồi im đi để xem là nói chuyện cụ thể nào. Bây giờ là bây giờ em nói gì? Bây giờ em là người trong cuộc em nói gì để anh nghe câu chuyện xem như nào. Bây giờ nó đừng đi người em nữa là được. Nên là thế là xong hai em không có gì nữa. Cái người yêu á? Như nào? Em biết người yêu anh là ai đâu. Người yêu tao là Kinh Nguyên. Viên Nguyên, chơi cái nào con Viên không? Viên nó là bạn học cùng anh. Bạn á? Bạn học cùng. Mày có hay đi chơi với lại cái em Viên không? Em cũng bình thường, ít đi thôi. Nhưng bạn hay là yêu? Nó là bạn học cùng lớp em mà. À, nhưng mà có thật là mày chỉ là bạn không? Bạn anh ạ, à, không là em. Bây giờ, ok luôn, xin chào anh em, chào anh em quay trở lại video tiếp theo mình đấy. Thì như anh em biết thì vụ của Vương bị đánh thì là mình và anh em đã giải quyết xong rồi. Thì là đấy cũng chỉ là hiểu nhầm thôi, đấy là bạn mình. Đấy là có một bạn mình và em mình thì có xích mích giải xích mích một chút thôi. Mọi việc thì là có cũng giải quyết xong rồi. Thì hiện tại thì mình đang gọi Vương để mình và Minh Vương sẽ đi xuống dưới suối để đi tìm Samoy. Đấy thì anh em sẽ hãy đi cùng mình luôn nhá. Hiện tại thì mình đã đợi mình xuống rồi, mình sẽ hai bạn sẽ. Hello cho tất cả mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của anh Ninh nha. Ok mọi người ạ, thì vừa nãy là anh Ninh có đi giải quyết cho mình một tí việc là anh em phải gặp nhau để đấy. Thì bây giờ là anh em mình tiếp tục đi con đường đi tìm Moi mọi người nhá. Thì không biết là Moi đi làm hai hôm nay cũng chưa thấy về mọi người ạ. Anh em mình rất là lo lắng đấy. Anh Ninh tí xem nào cố gắng tìm em giúp em tìm con Moi nhanh nhá. Ok nha, bây giờ thì mình và Vương sẽ phải đi tìm Moi đó. Moi bỏ đi mấy ngày hôm nay rồi. Thì anh em đi cùng mình với Vương nhá. Mọi người ạ, không biết là nó có chạy ra phố không nữa. Bây giờ mình đang ra và mình đang tìm trên phố mọi người ạ. Anh nghĩ là lên vào mấy cái khu nhà mà đợt trước mà anh Hùng hay đưa nó đi chơi ấy. Kéo dài thử. Nhà trong phố thì mình lên lại trên kia. Đợt lộ anh với anh Hùng đi dẫn Samoy vào đây đi chơi à? Anh ơi, hay là mình ra mấy cái đây thì mình phải hỏi chú ơi xem là có thấy con chó nào không nhỉ? Chú ơi, cháu hỏi vết cũng chú có thấy con chó màu trắng trắng nào chạy qua đây không ạ? Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đây không có rồi. Có anh ạ, có á. Thế giờ chạy đâu nhỉ? Không có chạy rồi, không vui chơi đâu. Chắc cũng không đâu. Đây chụp ảnh. Ê, Vương ơi, bên kia nắm chó lắm, có không biết có xong ngoài bên kia không? Ê, có phải chó không nhở? Có dê, có dê. Dê à? Gì có dê sao? Dê, dê. Cứ tưởng chó. Được, anh em mình sẽ đi sang đấy xem một tí nhá. Mới. Trước là anh Hùng cũng dẫn Samoy đây mà. Ui. Anh em à. Anh em à. Dê này. Dê đang ăn cỏ này.
thế đấy nhỉ? Ôi, tôi dừng cái chơi dê đi. Dừng cái chơi dê đi. Ủa. Chạy hết rồi. Vương ơi, chạy này. Ui, lắm dê đấy nhỉ? Không biết nhà nào nuôi dê đây lắm thế. Ui rồi. Dê dê. Anh nhầm gọi chó. Dê dê. Bê 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 bê. Nó đang ăn cỏ anh em ạ. Ôi, hay nhỉ. Đàn dê này em tính ra đàn dê này phải tầm 30-40 con ấy. Đông phết. Ui rồi. Đây là người ta thả rông à? Dê... Đông lắm anh em ạ. Đây toàn dê cái thôi anh ạ. Dê cái á? Dê cái hết. Không có được ạ? Không. Con dê kia vẫn còn non ra. Anh ạ, em thích ăn thịt dê. Thôi anh em mình đi tìm ra mua hay không ăn thịt dê đâu. Người ta ra bắt người ta đánh á. Anh em tiếp tục đi tìm mua anh em. Xem dấu tuyết cỡ như thế này không? Đây em có thể thấy đây là con suối Cần Thuộc. Đi xuống đó nhỉ? Không biết là moi nó có ở dưới này không? Đừng xuống đó nhỉ. Rồi, đây mình sao không có ngoài đây rồi. Thì mình sẽ đi lưu sang đầu bên kia xem có không. Ôi. Xuống cái gì nhỉ? Được, đi sang ra, đầu bên kia. Ok anh em ạ. Đấy, đến đây thì không có gì rồi. Không thấy có mồi anh em ạ. Mình Vương đã chia nhau ra để đi tìm mồi rồi, nhưng mà thực sự là không biết là mồi bị bắt hay sao, không biết nữa. Bây giờ mình sẽ phải đi kiếm tìm chỗ khác. Trên đây không có mồi rồi. Ok anh em ạ. Thì mình và anh em đã chia nhau ra để đi tìm mồi, nhưng mà hiện tại thì trời cũng sắp tối rồi. Anh em thì cũng đi vào. Nên là hiện tại mình cũng phải vào thôi. Mình tìm mồi cả chiều cũng thấy rồi, bây giờ chắc là mình cũng đi về nghỉ ngơi thôi. Mai thì mình và Minh Vương sẽ đi tiếp tục tìm mồi cho anh em nhé. Ok, xin chào anh em.